Hôm nay em giới thiệu các bác về một cái lô máy cắt cỏ Nhật bãi này. Đó. Máy rất đẹp luôn. Đấy, các cái chắn cỏ đầy đủ cho các bác nhá. Nay quên mất lắp hai con này, em quên chưa lắp chắn cỏ nhá. Sau video em sẽ lắp sau. Đó. Đấy, cái dòng máy như Robin này, 33cc, Mazu 26 này, Mitsubishi TU26, một con máy Echo. Đấy. 34 ly này. Và một con Echo 26C 34 ly tiếp chứ. Đó. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Các bác xem video vui lòng cho em xin một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé. Em sẽ giới thiệu chi tiết từng cái sản phẩm ngày hôm nay. À quên, khi các bác mua hàng thì bên em sẽ tặng các bác là đầy đủ đồ các bác về làm nhé. Dây đeo chắn cỏ, cuộn cước đồ vặn và bao ship cho các bác, bảo hành các bác 6 tháng luôn. Đó. Lô này thì em mới về nên là chưa kịp làm nổ nhiều. Nên đảm bảo các bác nó nổ hết nhá. Đấy, cái này em quên chưa đổ xăng thôi. Đó. Rất là ngon. Đấy, bơm vũ bơm đầy đủ luôn. Ok. Cái con đầu tiên là giới thiệu các bác là một con Echo đời mới này. Con Echo 26cc. Vỏ màu xanh nhá, rất là đẹp luôn. Và cái dòng này là dòng Echo đời mới. Đây, các bác có thể xem này, EGT260 26cc lòng 34 ly con máy này. Dòng có bơm xăng phụ ở đằng sau hông quá nhá. Chế này, le đằng sau này. Đó, M1 thì bên em bán giá là 1.700.000 đồng. Các bác nhìn qua máy móc nhá. Đảm bảo là hàng ngon, hàng zin của Nhật Bản nhá. Bình xăng thì khá là trắng. Đó. Nói chung là trắng không quan trọng, quan trọng là nó không bị bể vỡ gì, với lại là máy này sử dụng bền quá nhá. Quật cước thì bao ngon luôn. Đó, bơm xăng đầy đủ này. Tum này là tum liền. Đó. Rất đẹp. Tay lái đơn. Đấy, có thể bác nào một thích tay lái đôi thì cứ liên hệ nhá, em sẽ lắp tay lái đôi cho các bác nhá. Cần của Echo luôn này, 260 này. Đấy. Cần zin luôn. Đầu bò chén bát đầy đủ luôn các bác nhá. Chạy rất ngon, dòng bãi như này là cực kỳ xịn rồi. Đó. Ok, M1 thì 1.700.000, Echo 260. Em sẽ có một clip nhỏ nhé. Bác nào mà cần thông tin một cái máy nào đó thì em sẽ review lại hoặc là cho tiếng nổ nhé, trong clip nhé. Một con máy thứ hai là một con Echo 24 nhé. Cọp của dòng này, dòng cọp các bác nhé. Có bơm xăng phụ đằng sau này. Đó. Bình xăng các thứ trắng đẹp luôn. Bô viết thoải mái luôn. Tum bằng tum nhôm các bác nhé. Dòng tum nhôm không sợ bị cháy tum. 24cc là 34 ly. M2 thì bên em bán giá là 1.800.000. Các bác nhìn qua cái máy nhá. Đấy, dòng Echo này. Hay chữ co cọp này. Đấy. Co RP này. Số là 5801 0521 đấy. CT24TE. Đó, máy móc rất ngon. Đấy, bố bơm nó hơi bị bạc màu một chút thôi. Thế bác nào mà không thích em để lên cái vú bơm nó trắng hơn nhá. Chụp giật có trợ lực nhá bác nhá. Chụp giật trợ lực luôn này. Dây đằng sau trắng bốp luôn, càng giật càng trắng này. Đó. Cây con này thì 1.800.000, tay lái đôi. Và công tắc ở tên phần tay nhá, tay ga bóp. Cần. Đầu bò nhá, trông quấn cỏ luôn. Trông quấn cỏ rất ngon này, cần cũng zin này. Của dòng Echo nhé. M2 1.800.000. Bao ship tặng các bác đủ đồ luôn. Đấy, tùm nhôm rất ngon. Ok, đến một cây máy thứ ba này. Là một cây Mitsubishi TU26. Dòng Mitsubishi thì các bác sử dụng nhiều các bác cũng biết rồi. Cả cái hàng hệ nhé, sử dụng chạy rất là bốc. Đó. M3 bên em bán giá là 2.100.000. Chụp giật có trợ lực luôn. Đấy. Trợ lực giật rất là nhẹ nhàng thôi. Bơm xăng phụ ở phần dưới hông các bác nhé. Đó. Đây các bác nhìn con chế này. Chế máy này rất ngon. Đó. Em sẽ có clip nhỏ tắt test từng cây máy một, nên bác nào mà lăn tăn thì cứ liên hệ nhé. Cái này dòng này có công tắc ở phần dưới này. Đấy, công tắc này. Tum máy tum rời. Cái dòng HG này rất nhiều người ưa chuộng các bác nhé. Dòng HG này. Đấy, tum rời dễ dàng tháo lắp ra. Bằng nhôm nhé, đặc biệt nhôm hết này. Đấy. Không sợ bị cháy tum.
Con máy thứ M3 này bên em bán giá là 2.100.000 đồng. Đây lái đôi này, ca gạt nhé, cần của Mitsu luôn. Đấy, rất ngon, cần và chén bát đều zin của dòng Mitsu này, dòng HG M3 bên em bán giá là 2.100.000 đồng. Một con máy thứ tư nhé, dòng này là dòng của Mazuyama. Mazu đấy, các bác nhìn qua cái chí chụp giật này, trợ lực lớn đấy. GKB2600 26cc lỏng 34 ly. Đặc biệt là cái dòng này thì là chế của máy nhé, các bác nhìn qua này, chế One Pro đó. Chế này là tiết kiệm nhiên liệu nhé. Và cái dòng máy Mazu là một cái thương hiệu mà chạy rất là bốc và tiết kiệm nhiên liệu vô cùng đó. 26cc, máy rất là đẹp luôn. Có nhìn qua bình xăng này, nắp bình xăng nhá, còn rất là mới này. Đó, M4 này bên em bán giá là 1.800.000. Tay này đôi nhá. Và khi bác tắt máy, các bác bấm nút này nhá là tắt máy nhá. Đó, cần thì zin, em sẽ lên chắn cỏ sau. Đấy, dòng này cuột cước được, rất là ngon luôn. M4 bên em bán giá là 1.800.000. Đó, ok, một chiếc máy cuối cùng ngày hôm nay, một chiếc máy số 5 này là một con máy Robin. Robin này, NB30 này. Con này là 33cc. Có máy thì ốp báng bằng kim loại hết nhá. Ốp kim loại hết này. Có trợ lực lớn luôn. Dòng này chạy ngon. Cuột cước rất là thích luôn. Đó, công tắc tắt máy ở đằng sau hông này, đổ nhiên bình xăng trên nhé. Cái dòng này bình xăng trên thì nó rất là khỏe. Những cây máy nào bình xăng trên rất khỏe luôn. Nó tung rời. Cái hệ này thì bác nào mà có cái máy bơm ở nhà nhá, thì có thể là tháo những cái này ra, lắp cái đầu bơm nước nhà mình vào để chạy thoải mái luôn. Một cái đầu máy mà vừa cắt cỏ được, vừa bơm nước được nhá. Máy này thì M5 nên em bán giá là 2.200.000 thôi, rất là rẻ. Trọng lượng thì con máy này thì rất là đầm và chạy ngon, bốc. Chế của dòng này thì là chế quả ga các bác nhé. Đấy, có cả van xả, van để tắt mở xăng, giảm tắt xăng đây và mở xăng đây nhé. Nó dễ dàng sử dụng thôi. Đấy, dòng chế quả ga này dùng rất là bền, không bị tắc chế đâu nhá. Đó, chạy rất là bốc luôn. M5 bên em bán giá là 2.200.000. Tay lái đôi, tay ga bóp luôn cho các bác nhá, tay ga bóp luôn. Đó, dòng Robin. Đấy, Robin chạy cực bền luôn, số 1 của bền. Đó, đầu vò chắn bét đầy đủ luôn. Đấy, ok, thế đây là 5 cây máy vừa giới thiệu sơ qua. Thì bác nào có nhu cầu mua một chiếc máy nào đó cứ liên hệ em có số điện thoại là 0392 973 923. Em sẽ có clip test, khi bác nào có nhu cầu cần mua thì liên hệ qua Zalo nhé. Em sẽ gửi clip test hoặc là gọi điện trực tiếp để trao đổi cho dễ nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bác đã xem video.